Ông tên Cao Văn Long, sống trong một ngôi nhà cũ kỹ tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang. Tuổi đã 77, nghỉ làm vườn hơn 5 năm nay. Lẽ ra ông chọn lối sống an nhàn, hưởng phước con cháu. Nhưng không. Kể từ đó, ông bắt đầu công việc giá đường này. Mấy tháng khô ráo, ngày nào ông cũng cùng chiếc xe đạp, lỉnh khỉnh mấy bao nhựa đường, tìm đến mọi ngõ ngách để giá những ổ gà, ổ voi này. Dãi nắng, cực nhọc, nhưng đối với ông Long, đó lại là niềm vui. Như là lúc này đó nắng là thường thường tôi làm buổi sáng, còn buổi chiều đó là nghỉ rồi. Có khi nào công trình mà nó đương làm liên tục đó, như nó làm đường Châu Văn Liêm mấy ngày trước đó, thì tôi phải đeo nó từ sáng tới chiều luôn. Có mỗi lần thì có làm đêm nữa, bởi vì xe nó nhiều quá đó. 5 năm qua, chẳng biết đã có bao nhiêu ổ gà, ổ voi đã được ông Long vá, và cũng chẳng thể tính hết được ông đã bỏ ra bao nhiêu tiền để những con đường được lành lặn như thế này. Chỉ biết người dân Long Xuyên, tỉnh An Giang không còn phải lo ngại tai nạn vì đường xuống cấp. Cái tuổi của chú thì cũng cao, nhưng mà cái hành động của chú thì quá cao cao thượng. Cháu chú Long thì địa phương này ai cũng yêu mến chú hết. Nói chung là chú hiền, tốt. Chú cũng là tổ phó của tổ dân phố tổ 53 này. Biết việc làm ý nghĩa của ông Long, nhiều người dân xung quanh mong được góp tiền giúp ông mua nhựa đường để làm. Nhưng ông luôn từ chối. Năn nỉ lắm, ông chỉ nhận một ít để mua dầu lửa. Ông Long cho rằng đây là việc làm xuất phát từ tâm, nên có bao nhiêu, ông làm bấy nhiêu. Tôi nói chỉ có là mình làm cái này là vì cái sức khỏe mình là một. Vì thứ hai là cái ích có ích lợi cho cộng đồng. Yeah. Mà mình làm, mình cái nào mình làm mình mới có cái niềm vui. Yeah. Bởi vì ai sống cũng có cái hy vọng gì tới mà tuổi này thì không có gom vô nữa. Tuổi này là tuổi phải đưa ra. Yeah. Chừng nào mình hết ba cái cao su này hoặc là đường nó hết lỗ hang thì mình nghỉ. Còn sức thì cứ còn làm vậy. Yeah. Được bao nhiêu thì nên bao nhiêu. Ông Long, một lão nông tri điền, không giàu tiền nhưng nghĩa thì không thiếu. Ông tâm niệm mọi thứ ông đang hưởng, từ cái áo đến miếng ăn, đều nhờ công sức của bao người làm ra, nên bổn phận của ông là phải đáp trả. Sống có trách nhiệm cũng là cách ông trả ơn cho đời, không cầu phúc báo.